Buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay luôn đi xả lúa bằng máy đó cả nhà, xả cho người ta đó. Xong rồi Vũ vô Vũ quay cái cách xả lúa bằng máy cho cả nhà xem nghe cả nhà, để trải nghiệm với anh em mình nha, của công việc của những người nông dân đó cả nhà. Đây cái máy ở sau lưng mình nè, luôn đang pha xăng để mình lại luôn nha. Lúa ơi, đây là máy xả lúa nghe cả nhà. Xả nè, châm xăng vô cả nhà. Cái miệng nhỏ quá nè, không có cái quặng mất tiêu rồi. Xăng này cũng là chạy xăng bình thường hết luôn. Dạ, xăng mà điều máy này máy hai thì của Trung Quốc nên phải cần phải pha miếng nhớt vô. Như xì bo vậy ha. Ừ. Đó, pha nhớt vô sẵn ha cả nhà, châm vô cho đầy bình là đi xả nha. Cái này xả mười mấy công. Này xả mười mấy công hả? Ừ. Em với An nữa hả? Em với An xả mười mấy công. Bữa nay là đâu có vẹt đường nước hả luôn? Vẹt rồi hả? Không, bữa nay người ta vẹt rồi, chủ nhà người ta vẹt rồi. Bữa nay chỉ xả thôi. Người ta mướn mình xả thôi. Tại vì ở đây là vẹt đường nước là tính tiền riêng, mà xả là tính tiền riêng nha cả nhà. Đúng rồi. Cái này rồi anh cũng chưa có rành về cái này nè. Ví dụ như bây giờ cái này mà hai thị gì rồi, nó hồi mà em xả rồi anh đứng kế bên nó có thơm không? Ra khói bịt mù luôn á. Nhưng mà thơm không á? Thử cho cả nhà xem nè. Khói nó thơm không? Thơm xì bo không á? Chắc không bằng đâu. Tại nhớ này nhớ bình thường à. Cái dạ, đó nó vui, vui cái đó nó vui thôi nha cả nhà. Cái đây là máy xạ nè, một hồi nữa tí xíu nữa là luôn đi xạ đó. Rồi mình quay cho cả nhà xem. Đó. Là tiếng nổ cũng ngon quá nè. Đó, đã không? Đó. Đó. Rồi chạy lớn rồi ra khói. Ra khói rồi đuổi rồi. Cái này là mình đổ lúa lên ha. Tí xíu đi, tí xíu ra ngoài đồng đó. Rồi anh em mình quay cụ thể hơn nha cả nhà. Đây, để mình quay vòng vòng cái máy cho cả nhà xem nha. Có cái bồn để mà đựng lúa nè. Chỗ này là chỗ mà phun lúa ra nè. Ống này là phun lúa nè. Bồn đi xuống, ra đây, lúa đi theo cái đường ống này phun ra. Đó. Tí xíu anh em mình ra đồng rồi quay tiếp nha cả nhà. Chạy vỏ ra rồi cả nhà. Đó, dụng cụ á nha. Chuẩn bị luôn xạ lúa nha cả nhà, lúa bằng mai bằng máy nè. Nó nhanh hơn. Bây giờ luôn chuẩn bị dắt giống lên xạ nha cả nhà. Dắt giống lên để phần nửa đất cho nó cả nhà. Để nửa đất cái chảnh ăn cho mà mình đổ vô ha. Đi làm chảnh xạ dài xuống cho nè. Thì luôn mà xạ vậy thì mình không có đi theo được nha cả nhà, tại vì sợ chủ đất la đó, mình chỉ đứng đây thôi. Đứng đây rồi gần tới rồi bắt đầu rồi, quay cho cả nhà xem cái máy nó xạ như thế nào nha. Tại vì nói chung là cũng có nhiều chủ đất thì họ không thích mình lội xuống ruộng nhiều lắm, tránh tình trạng bị la cả nhà ơi. Đó, bây giờ luôn dắt lúa ra đó. Ra đó rồi đổ lúa vô rồi bắt đầu là xả dài lên. Đây đó chứ cũng xa lắm nghe cả nhà.
đây là An nha cả nhà. An bữa trước mà cũng có xả tay đó, bữa nay xả máy thì mình thấy là đi nó hơi chậm lại nha. Đó, cái ống đó là lúa nó ra đó cả nhà, nó phun đó. Giờ luôn mới tới nè, nãy hình như là cái máy trục trặc hay sao á. Chà, phun cũng xa lắm cả nhà ơi. Từ chỗ luôn mà phun cũng gần tới mé mẫu luôn nha. Sáng giờ được mấy công rồi luôn. Không nghe, máy ồn quá không nghe cả nhà. Chào cả nhà yêu nha. Nay hôm nay mình đi xả lúa bằng máy rồi cả nhà. Sáng giờ được mấy công rồi, hai anh em làm mấy công rồi? Hết này luôn 18 công. Cái bình đó là cỡ chứa cỡ bao nhiêu lúa luôn? 20 kg, 25 kg. Thấy này phun xa ha. Cái bình nó cỡ 20 tới 25 kg nha cả nhà. Chứa lúa. Thôi đó không em? Em hết không? Hả? Hết rồi. Em hết rồi, khỏi xách lên. Đó. Cầm giống vô đi tiếp cả nhà. Cái giò phun này xa ghê luôn á. Ừ, phun gió bự đó. Khỏi đi. Thằng ném bên anh luôn. Em hết luôn hả? Hết rồi. Giờ là đi vác mẫu phải không? À, đi hai lối mẫu nữa. Là dặm lại ha. Là dặm, xong rồi đó. Là dặm mẫu ha. Đi lối khác anh đi quận một là xong luôn đó. Không có giống như xả tay đi hai quận. Rồi xả tay hai quận ha. Còn đi lối khác này là đi trồng lối này lúa thôi mà trồng lên cái mấy giống gò là cũng là rồi đó. À. Cái này xả này với xả tay xả nào heo lúa hả? Cũng như nhau hả anh ơi? Như nhau hả? À. Do mình hốt thôi. Cái này thì cũng có chế độ ra ít nhiều gì đó. À, cũng là chế độ mình chỉnh ha. Cũng là ta xả 15 kg rồi ra hơi nhiều chút, còn xả 12 kg rồi ít lại chút. À. Nó có cái chế độ ra từ từ hết à. À. Quan trọng là mình nói như ngang là gơ cái tay cho nó đều thôi đúng không? Đúng rồi, gơ qua lại cho nó đều thôi. Còn bên đây xả lúa ra là ít nhiều. À. Rồi có chủ đất là vô 10 kg thì cho ít lại chút nữa. À. Ra cho ít lại chút nữa. Đây là cái hả? Cái cặn đỏ này là cặn có số sẵn đây không, cái mức ra lúa của nó nè, nó từ 1 đến 10 nè, ra từ từ ít lên số 5 số 6 rồi nó nhiều là cảm thấy chuẩn cái giống ra rồi ha. Cái mức 5-6 nè đó, tới số 10 là hả hết họng luôn là dữ lắm ra. À. Mà đâu ai xả giống nhiều dữ cả đó. Cái đen là đen ga này hả? Là cái ga, tay ga ha. Ừ, lên ga. À. Lớn nhỏ từ nhỏ lên lớn đó. À, như thường em xả là em kéo cái cục đỏ lên tới số mấy? Thường em xả thì 13 kg giống làm ra tới số 5, số 6 nè. À. Rồi, còn nếu 10 kg xuống chút nữa. À, 15 kg thì lên tí. Còn 17, 18 kg lên nữa. À. Càng lớn càng hả họng càng lớn thì nó càng lên à. À, cũng hay ha. Rồi. Kỹ sư mà thiết kế người ta cũng ghê lắm chứ, người ta lấy tiền mình là thiết cái nè. Cái này có lợi được cái là nó khỏe hơn, nó không có mỏi tay. À. Còn xả tay á, mệt lắm, gió lên là bê dữ lắm. Xả tay mà gió ha. Ừ, ngán là gió ha, xả tay nếu buổi sáng thì khỏe à. Alo, buổi sáng khỏe hả? Buổi sáng sớm ra dục thì khỏe. Nó vừa mát mà gió ít nữa đúng không?
được bởi thế là cái lối nó bự thế này. Ờ đúng rồi, thấy lối nó đi xa quá xa rồi. Sáng giờ cũng đuối mà chứ đi giật thuốc rồi về xạ luôn đó. Còn ngồi đi giặt nước rồi cái miếng đất bẩn dưới đó đó. À, em cũng là em với An luôn. Ừ, em với An. Vậy là hai anh em là bao thầu mùa vụ này. Ừ. Giống như là ai kêu là hai anh em lãnh chủ làm anh ơi. Ý là hai anh em là chung tem á ha. Ừ, có hai anh em à. Không có chơi với người ngoài, hai anh em dễ xử. Sắp xếp công việc nó dễ hơn. Nhiều người thì khó sắp xếp thôi. Ừ. Như sáng mai xạ tranh thủ xong 10 công nó có về đi xịt thuốc xong chậm giặt nước nữa. Giặt nước 13 công trên đồng á. À. Trên số thuốc cho nó. Giặt nước xong chiều về xịt thuốc nữa, còn bốn mấy bình thuốc nữa. Nè xịt thuốc mấy này nè, 15 công 15 bình, bên đó 8 bình. Ý là ở đây là hai ngày sau phải không? Ừ, hai đêm sau xịt. Xịt mà diệt cỏ như bữa hổm mình nói vậy. Ừ, xịt diệt mầm đó, là diệt cỏ hết á. Vì là cái bình này cũng tầm 20-25kg ha. Ừ, nó có để nè, 25 nè. À, có mức luôn ha. Có mức, cái này là 20-25. Lúc đầu anh nhìn vô tưởng là cái máy phun thuốc sâu. Không, mình thuốc sâu nó gọn, nó vuông. Ừ, nó vuông hơn. Còn cái này thì nó bầu trên. Ừ, cái thiết kế nó cũng nhìn cái hình dáng á, nhưng mà lại gần thì nó khác. Ừ. Lại gần nó có nhiều điểm khác. Bây giờ nó thịnh hành hơn là chơi máy rồi nè. Chứ đó toàn xạ tay không, quăng tay không. Ừ. Cái này là gãy phân luôn nè, máy thì gãy phân luôn nè. Được luôn hả? Được. À, cũng y gan vậy, cái cách làm cũng y gan vậy thôi ha. Cũng y gan như xạ vậy thôi. À, đổ phân vô đây. Ừ. Đổ vô đây rồi bắt đầu cũng phun đường đó. Ờ, cũng phun y gan vậy thôi. Anh cũng cho ra cảm thấy vừa là được rồi. Ừ. Như mình gãy công 10 kg thì ra nó được là được rồi. Đó, anh coi cái dòi kỹ đây chứ hay quá trời. Nói mình hôm nay mình quay cái này mình thấy nó hay rồi đó cả nhà, nhưng mà có nhiều cái đồng lớn á là họ bây giờ là họ chơi máy bay luôn á nghe. Là còn thịnh hơn cái này nữa. Đó, cái ống lúa ra cái này nè nè cả nhà. Đó đi ra đó đó. À, vụ rồi phải đi được cái tem của em có tới 8 người. À. Cái miếng đất này đâu có đủ người đi đâu. À. Hai người dắt giống còn 6 người là đi 6 lối là đội bích xong miếng đất rồi. À, đi đợi đi lên lối một là xong rồi đó. À. Cái tem tới 8 người là xạ ngày tới 100 mấy 200 công luôn mà. Ở đây đồng như vậy có máy bay chưa luôn? Chưa nè. Ở đây đôi khi ta chưa chịu xài máy bay. Xịt thuốc rồi cũng xịt tay không à. À. Xịt bằng bình máy không à, chứ không có cho xịt bằng máy bay. Không chịu. Không, nó không đều hay sao? Tao không thích. Tao thích cổ điển hơn. Uh-huh. Nhưng mà còn xịt chích chích trên kia là tao xịt máy nhiều. À, đồng nó bự hơn hay sao? Đồng bự. Đây có 100 mấy con mà đất manh manh không. À. Cũng chưa gọi là bự lắm ha. Em ghé đi tới chỗ này cả nhà. Thôi mình đi tiếp nha cả nhà. Tranh thủ đi để giống của người ta nắng lên nó bị ấy. Nó khô hả? Thì mình có quay một chút xíu về cách làm nông của những người nông dân ở quê nghe cả nhà. Là đi mà xạ lúa đó, xạ lúa bằng máy nha. Thì video mình tới đây cũng kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.